Nhật Khánh kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đối kết yêu thương. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc tổ chức Vina Capital Foundation thực hiện. Kính thưa quý vị, bệnh tim bẩm sinh vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời thì khả năng hồi phục là rất cao. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, vì thiếu kiến thức về bệnh lý này nên rất nhiều câu chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Hy vọng thông qua chương trình Đối kết yêu thương, những tấm lòng nhân ái sẽ cùng chung tay để kịp thời chữa lành trái tim cho các em. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng bắt đầu theo dõi chương trình kỳ này. Sáng 8 tháng 11 năm 2022, ban tổ chức cuộc chạy hữu nghị quốc tế vì trẻ em International Friendship Run for Children đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương để làm việc với ban giám đốc bệnh viện về sự phối hợp tổ chức cuộc chạy diễn ra vào tháng 12. Được tổ chức lần đầu vào năm 2000 với tên gọi Terry Fox Run, đến năm 2009 đổi tên thành cuộc chạy vì trẻ em. Trong suốt 10 năm, chương trình tạo dấu ấn đẹp với công chúng vì đã đề cao nghĩa cử nhân ái, trao yêu thương cho hàng trăm bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, sự kiện trở lại với tên gọi mới, cuộc chạy hữu nghị quốc tế vì trẻ em, với sự đồng hành của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, cùng các nhà tài trợ nhằm gây quỹ hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc bệnh ung thư và bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội và chương trình Nhịp tim Việt Nam. Chúng tôi là những người thực hiện công tác ngoại giao nhân dân, cũng đã có cái vai trò tham gia vào cuộc chạy này trong nhiều năm qua, đã vận động các cái tổ chức cá nhân nước ngoài thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam, vận động cộng đồng doanh nghiệp các nước, các tổ chức cá nhân các nước tham gia vào cuộc chạy, cũng như là tham gia quyên góp vào cái quỹ để ủng hộ và chăm sóc trẻ em bị bệnh hiểm nghèo. Cái cuộc chạy này trong nhiều năm qua đã góp phần rất là quan trọng trong cái công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nằm viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Với một cái bề dày kinh nghiệm như vậy, chúng tôi cũng đánh giá rất là cao. Ban tổ chức đã có rất là nhiều sự nỗ lực cố gắng, đặc biệt là sau khi chúng ta qua cái đại dịch Covid-19 thì chúng ta tổ chức trở lại này, thì đây là một cái nguồn động viên rất là lớn cho tập thể cán bộ nhân viên chức của bệnh viện, cũng như là chăm sóc cái tâm lý cho trẻ em nằm viện. Dự kiến sẽ có hơn 5.000 người tham gia sự kiện năm nay, bao gồm các bạn bè và tổ chức quốc tế có mong muốn đóng góp, giúp đỡ các em nhỏ kém may mắn. Đường chạy cũng hướng tới việc nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe nói chung và phòng ngừa bệnh ung thư và tim mạch nói riêng. Chồng là giáo viên, thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Hai anh chị có với nhau 2 người con gái. Chị hàng ngày ở nhà chăm con, làm thêm việc trồng dâu nuôi tầm để có đồng ra đồng vô. Cuộc sống tưởng chừng êm ả trôi đi như vậy, nhưng tất cả bình yên đó bỗng chốc bị thay bằng những tháng ngày ngược xuôi lo chạy chữa bệnh tật cho con. Chị mới 5 tuổi đầu, nhưng con gái lớn của chị đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật tim. Và đến nay, bác sĩ chỉ định cần phải tiến hành lần phẫu thuật tim thứ 4. Bao nhiêu lần trái tim nhỏ bé của con nằm trên bàn mổ là bấy nhiêu lần trái tim người làm cha làm mẹ cũng ngập đầy sự lo sợ và đau đớn. Dạ em xin phép, quý vị có thể thấy đây là cái vết mổ của cô gái bé nhỏ này, đã 3 lần bé trải qua những cái ca phẫu thuật để chữa cái trái tim của mình, nhưng mà sắp tới là còn phải lần thứ 4 và gia đình chia sẻ là cũng chưa biết là khi nào mới là lần cuối cùng. Thì những cái lần trải qua như vậy, anh chị có thể chia sẻ cái hành trình mình vượt qua cùng con ra sao ạ? Dạ, lần đầu tiên thì cảm thấy sốc á. Sau là chuyển qua bệnh viện có chương trình tài trợ thì chuyển qua Đại học Y Dược. Mổ lần thứ 2, bác sĩ lúc sau nói là bé còn phải mổ thêm lần nữa. Mình cũng sợ lắm. Lần thứ 3 là bé nằm hồi sức lâu lắm, mất 17 ngày trong hồi sức.
Và lúc bé ra thì cảm thấy giống như kiểu bị trầm cảm lên ấy. Thật về mình cứ chiều bây giờ bé nhút nhát, bé sợ. Bé ở trong phòng phẫu thuật á, mỗi một giây, mỗi một phút trôi qua bên ngoài, cái cảm giác của cha mẹ lúc đó như thế nào? Lúc bé sợ lắm chị. Cầu cho con mình nhanh khỏe thôi. Thế còn lúc bé được ra ngoài phòng hồi mổ xong rồi ra phòng hồi sức mà mình vào mình thăm con là một ngày được một lần á, là mình không dám vào thăm lớn ấy, mình đứng nhìn được một xíu là khóc là bác sĩ đuổi ra. Cũng như vừa muốn nhìn mà lại vừa không muốn nhìn, tại vì càng nhìn thì càng xót. Nhìn mình xót quá, mình nhìn thấy mổ cứ bén phánh ra rồi lại lên tí rồi lại phánh lại, mình thôi mình nghĩ không thôi đã xót rồi. Sắp phải đối diện với ca phẫu thuật của cháu và lần thứ tư này lại một lần nữa có sự có mặt của Phía Nhịp Tim Việt Nam, có sự kết nối và hỗ trợ của Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo của tỉnh Lâm Đồng. Thì chú Lực có thể chia sẻ đôi chút về cái hoàn cảnh này được không ạ? Phải nói là lần đầu tiên mà chú thấy trường hợp mà mổ lần thứ tư. Đây là cái ca khó, mà ca nặng. Cộng chi phí lại thêm lần này nữa thì cái chi phí này cả nửa tỷ mấy lần mổ. Nhịp Tim Việt Nam sẽ kết nối. Rồi cần thiết thêm cái gì đó thì bên chú sẽ cố gắng hỗ trợ. Chị Huệ, rõ ràng là chúng ta thật sự đều có một cái cảm xúc rất là xúc động với cái trường hợp mà chúng ta gặp ngày hôm nay. Thì chị có thể chia sẻ đôi chút cái hành trình để mà kết nối, tiếp tục đồng hành cùng với bé hay không ạ? Trước tiên thì Huệ cũng thay mặt cho Nhịp Tim Việt Nam xin rất là chia sẻ với gia đình. Một lần nữa thì Nhịp Tim Việt Nam khẳng định là chúng tôi sẽ luôn luôn cùng đồng hành với lại các trung tâm tim mạch bệnh viện cũng giống như là các hội bảo trợ bệnh nhân nghèo các tỉnh, đặc biệt là lần này là ở tỉnh Lâm Đồng, để hỗ trợ cho những cái trường hợp mà các cái bệnh phức tạp, những cái bệnh cần phải cái sự chữa trị nó rất là lâu dài và bền bỉ. Và hy vọng là lần này thì ca mổ của con sẽ được thành công tốt đẹp. Dạ, em cảm ơn chị Huệ. Dạ, anh Thành với chị Trang ơi, những cái băn khoăn, những cái lo lắng, trăn trở của mình trong cái hành trình tiếp theo để mà chữa trị cho bé, thì giờ đây qua phần chia sẻ của chú Lực cùng với chị Huệ thì chắc là cũng đã giúp cho anh chị cảm thấy phấn chấn hơn, cảm thấy yên tâm hơn. Thật sự là rất cảm ơn chương trình Nhịp Tim Việt Nam, Hội Bảo Trợ và các mạnh thường quân thì đã tạo điều kiện giúp đỡ để cho gia đình, những gia đình có điều kiện để mà giúp cho các cháu có được trái tim khỏe mạnh. Và em hy vọng là những cái gia đình ở khác đấy là có thể biết đến những cái chương trình này nhiều hơn để cho các cháu có cơ hội để tiếp tục sinh sống. Cảm ơn các nhà tài trợ với các mạnh thường quân là cho con em được giống như những đứa trẻ khác tới trường mạnh khỏe, mạnh khỏe với cứ ở bên mình. Cầu cho con khỏe trong này và tuyệt đề là để cho nó phát triển bình thường như đứa trẻ khác là mình hạnh phúc lắm rồi. Đến đây thì chương trình Nơi Kết Yêu Thương xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau. 100% đóng góp của bạn vào chương trình Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam số 14E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Điện thoại 028 3827 8787. Website vinacapitalfoundation.org.